Ở một thôn nào nọ, có bốn nhà sống cạnh một cái ao. Đó là nhà VN, nhà TQ, nhà FN và cuối cùng là nhà ML. Trong bốn nhà thì nhà TQ là dân xã hội, lại có vai vế, nên lúc nào cũng hổ báo cáo trồn, ai cũng phải kinh sợ, lúc nào cũng có tham vọng lấn chiếm đất đai của nhà khác. Trong làng còn có hai nhà địa chủ khác khá là vai vế, đó là nhà M và nhà N. Ngoài ra còn có một số nhà khác nhưng rất ít khi tham gia vào các hoạt động trong làng. Mọi hoạt động trong làng đều được thông qua một nơi gọi là hương hội, nơi mà có thể giải quyết các tranh chấp của các ngôi nhà. Câu chuyện bắt đầu một đêm trăng thanh gió mát. Nhân lúc nhà VN không để ý, nhà TQ liền đem một chiếc cọc ra cắm ngay vào bờ ao nhà VN và buộc quanh đó là rất nhiều thuyền bè của hắn. Khi nhà VN phát hiện ra, không những hắn không rút cọc về mà lại còn cho gia nhân ra đánh đuổi và dọa nạt nhà VN. Không những thế, hắn còn to mồm tuyên bố đây là đất nhà hắn và hắn muốn làm gì thì làm. Hai nhà hàng xóm bên cạnh tuy không bị ảnh hưởng nhưng cũng lo sợ một ngày nào đó nhà TQ cũng sẽ đem một chiếc cọc cắm ngay vào trước bờ ao nhà họ. Chính vì vậy, họ cũng lên tiếng giúp đỡ nhà VN, kêu gọi nhà TQ rút cọc mang về. Câu chuyện cũng đến tai các nhà địa chủ trong làng. Nhìn chung, ai cũng thấy nhà TQ là nhà sai. Nhưng hôm trước, nhà TQ lại vừa tặng nhà N đôi cho quý, nên biết rõ là nhà TQ sai nhưng nhà N cũng chỉ dám lên tiếng, dĩ hòa vì quý cho nó có. Một số nhà còn lại, một phần vì sợ nhà TQ hổ báo, lại có người nhà trong hương hội nên cũng chỉ đứng ngoài theo dõi. Chỉ riêng nhà M trước giờ không biết sợ ai, nhưng thấy nhà TQ quá hung hăng cũng đưa ý kiến lên hương hội mong để giữ hòa bình cho làng xã. Trước tình hình căng thẳng của làng xã, để tránh xảy ra ẩu đả giữa các nhà, hương hội cũng chỉ biết khuyên nhà VN hãy giữ bình tĩnh, viết một bảng cáo trạng gửi lên hương hội để hương hội có thể đứng ra giải quyết yêu cầu nhà TQ rút cọc về.